Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cần nhân rộng diện tích trồng vải trứng ở Phù Cừ và Ân Thi. Xã Nhật Tân liên kết với doanh nghiệp thu mua thóc giống cho nông dân. Công ty điện lạnh Hòa Phát phát triển dòng sản phẩm tiết kiệm điện. Cảnh báo tình trạng cáp viễn thông gây mất an toàn điện trong mùa hè. Tình trạng hút thuốc lá ở bệnh viện và khu vực đông người diễn ra phổ biến. Tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 7. Sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường với chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Gần 80% đại biểu tán thành chọn việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em là chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020. Thảo luận về vấn đề này, đại biểu dẫn số liệu chỉ trong quý 1 năm nay, toàn quốc đã xảy ra gần 3.500 vụ bạo lực xâm hại trẻ em, trong đó trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Đáng chú ý, gần 60% trẻ em bị xâm hại bởi người quen, hàng xóm. Ước tính 68,4% trẻ em từ 1 đến 14 tuổi phải chịu hình phạt bởi người thân trong gia đình. Do đó, các đại biểu đề nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện phòng chống xâm hại trẻ em một cách toàn diện. Kết quả biểu quyết có 79,13% đại biểu tán thành chọn việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em là chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội năm 2020. Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Quốc hội cũng tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo luật đầu tư công sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cây vải ở huyện Phù Cừ đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trồng vải. Trong đó, giống cây vải trứng được đánh giá là có nhiều điểm ưu việt trong quá trình thu hoạch và cho giá trị kinh tế cao nhất. Cây vải trứng được trồng nhiều ở xã Phan Xào Nam. Loại vải này ra hoa cùng thời điểm với vải lai u, nhưng thu hoạch sau khoảng một tuần và thu hoạch trước vải thiều. Khi chín quả to, tròn, mẫu mã đẹp, ngọt đượm, trọng lượng khoảng 18 đến 22 quả 1 kg. Điểm ưu việt của loại vải này là sau khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ 3 đến 4 ngày vẫn giữ nguyên màu sắc hương vị. Năm nay toàn huyện Phù Cừ có khoảng 15 ha vải trứng cho thu hoạch đạt gần 20 tấn quả. Vì chất lượng ngon, sản lượng không nhiều nên mặc dù giá bán cao gấp 2 đến 3 lần các loại vải khác nhưng nhiều thương lái cũng không mua được loại vải này. Nhà tôi năm nay là có 3 cây vải, thu hoạch được 4 tạ, bán được 22 triệu. Vải trứng như tôi năm nay được có 8 cây thì thu hoạch được 7 tạ. Đấy, thế còn giá thị trường thì nó dao động trong khoảng 60-65. Đấy, thậm chí người bán 70 nhưng gọi 60-65 thì nó cũng được hơn 10 triệu. Mà cái diện tích rộng ấy thì nó chỉ vào 3 sào thôi. Ngoài diện tích vải trứng đặc sản, huyện Phù Cừ còn gần 800 ha vải lai u, tập trung nhiều ở hai xã Tam Đa và Minh Tiến. Thời gian qua, các diện tích này đã đem lại thu nhập cao, giúp người dân từng bước ổn định kinh tế và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, giá trung bình của vải lai u chỉ dao động từ 18 đến 25.000 đồng kg. So với tiềm năng lợi thế mà cây vải trứng ở xã Phan Xào Nam đem lại, thì những người dân ở vùng trồng vải lai u đang mong muốn chuyển đổi, thay thế một số diện tích giống vải trứng nhằm kéo dài vụ thu hoạch và nâng cao giá trị kinh tế. Cái quả vải mà trứng ở trên Phan Xào mà đúng ra mà nó bán sớm như thế thì nó thật sự mà chảy đúng một thu hoạch một tạ thì bằng 2 tạ. Vì nó sớm thì nó vẫn đắt. Thế nhưng có một cái điều cái là như chúng tôi đây đang rất muốn là đang chuyển đổi vì chúng tôi đây nó nhiều quá. Chúng tôi sẽ chia làm 3 giai đoạn. Thì thời gian thu hoạch thì nó nhàn hơn và cái thị trường cho những người người ta đến mua nó cũng có quen nhau nó được lâu hơn. Cái này nó nhanh quá như năm nay thì được có khoảng 10 ngày thôi. Để khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ cây vải trứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo mở rộng diện tích trồng vải trứng tại các vùng có thổ nhưỡng thích hợp ở hai huyện Phù Cừ và Ân Thi. Hiện nay huyện Phù Cừ đã quy hoạch trồng được 125 ha vải trứng tại các xã Phan Xào Nam, Đoàn Đào, Minh Tân và thị trấn Trần Cao. Cùng với đó, ngành chuyên môn cũng tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con quy trình chăm sóc cây vải và thành lập các hợp tác xã sản xuất vải theo quy trình Việt Gáp, hướng tới mục tiêu xuất khẩu quả vải đặc sản của Hưng Yên đến các thị trường lớn đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
Hiện nay đang là thời điểm bà con nông dân tại huyện Ân Thi tập trung thu hoạch lúa xuân. Những năm gần đây, việc thu hoạch tiêu thụ lúa của bà con gặp nhiều thuận lợi do tư thương thu mua thóc tươi ngay tại ruộng với giá từ 7.200 đồng đến 7.500 đồng 1 kg. Đây là giá bán đối với các loại thóc nếp, trong đó chủ lực là nếp thơm Hưng Yên. Theo nhiều hộ dân tại xã Nguyễn Trãi, Xuân Trúc, Vân Du và thị trấn Ân Thi cho biết năm nay năng suất thóc tươi đạt từ 2 tạ đến 2,2 tạ một sào, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi khoảng 1 triệu đồng. Việc thu hoạch tiêu thụ thóc lúa thuận lợi giúp bà con nông dân giải phóng sức lao động, giảm bớt được chi phí, nên người dân phấn khởi yên tâm sản xuất. Đây cũng là động lực để người dân gắn bó với đồng ruộng và tiếp tục liên kết đưa các giống lúa chất lượng cao và gieo cấy tại các địa phương của huyện Ân Thi. Những năm gần đây, bên cạnh sản xuất lúa hàng hóa, nông dân xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã liên kết sản xuất lúa giống chất lượng cao, cung ứng cho thị trường, được doanh nghiệp thu mua thóc tươi tại ruộng, mang lại hiệu quả kinh tế khá. Vụ xuân năm nay, xã Nhật Tân có tổng số hơn 200 mẫu lúa giống được công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Phú, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi ký hợp đồng bao tiêu. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được trên 40% diện tích, giá bán 4.500 đồng 1 kg. Tham gia sản xuất lúa giống, nông dân không chỉ giảm chi phí sản xuất, nhân công mà còn được sử dụng lúa giống chất lượng có khả năng kháng bệnh tốt do công ty cung ứng. Năng suất bình quân đạt 250 kg một sào, trừ chi phí nông dân thu lãi từ 300 đến 500 nghìn đồng một sào. Nông dân chúng tôi thì được công ty về hợp đồng, lân đệm thì mang về này. Xong là lại thu mua thóc. Khi mà mua thóc tươi thế này thì bà con nông dân của chúng tôi là phấn khởi, không phải vé mang về phơi thóc. Thế công vận chuyển rồi là phơi phóng là vất vả lắm. Cho nên là được như thế này là chúng tôi rất phấn khởi. Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu được công nhận xã nông thôn mới từ năm 2016, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây vẫn luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, địa phương tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực: phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng kinh tế hạ tầng xã hội ổn định lâu dài, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, cảnh quan môi trường, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo chính xác, nhanh gọn, không phiền hà. Hiện địa phương tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trồng cây có giá trị kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 46 triệu đồng lên 59 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%, nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư xây mới như nhà văn hóa thôn Bình Dân, trạm y tế xã, đường giao thông trục xã với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, duy trì thường xuyên các tổ vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường thôn xóm xanh sạch đẹp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Dân phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Công ty Điện lạnh Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A là một trong những doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát, hàng năm có đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao cạnh tranh, công ty đầu tư cải tiến dây chuyền hiện đại hơn, trong đó chú trọng vào dòng sản phẩm tiết kiệm điện. Ngoài mặt hàng điều hòa Funiki là sản phẩm chủ lực từ nhiều năm nay, để phục vụ tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, năm 2019, doanh nghiệp còn sản xuất dòng điều hòa không khí Funiki HST series sử dụng môi chất làm lạnh thế hệ mới kết hợp với công nghệ Evector giúp tiết kiệm điện năng. Bình quân mỗi ngày, công ty sản xuất gần 1.000 sản phẩm tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí các loại, thị trường tiêu thụ chính trong nước và một phần xuất khẩu. Hiện công ty đang tạo việc làm cho gần 300 lao động với mức lương bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một người trên tháng. Điện lạnh Hòa Phát cùng với các công ty thuộc tập đoàn như Nội thất Hòa Phát, Ống thép Hòa Phát, Thép Hòa Phát là những doanh nghiệp nhiều năm liền có số nộp ngân sách lớn. Bình quân mỗi năm các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh gần 1.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai kế hoạch hướng dẫn quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về định hướng phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có quy định về giải pháp kỹ thuật truyền dẫn của các đơn vị đang kinh doanh và khai thác viễn thông trên địa bàn, nhưng đến nay vẫn tồn tại tình trạng các viễn thông treo chằng chịt trên cột điện gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Hiện trường vụ cháy dây cáp viễn thông tại khu vực ngã tư chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào đang được ngành điện tìm cách khắc phục. Do cháy dây viễn thông khiến cháy lan sang mạng điện gây chập vào hệ thống tự động bảo vệ, khiến toàn bộ khu dân cư bị mất điện trong đêm. Rất may vụ cháy không lan sang nhà dân liền kề. Còn đây là hình ảnh mạng viễn thông của các nhà mạng trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.
Theo quan sát, có ít nhất 2 nhà mạng kinh doanh viễn thông tự ý lắp đặt dây cáp các loại từ cáp đồng trục đến cáp quang, cáp truyền hình trên cột điện mà chưa được đơn vị sở hữu cho phép, gây mất an toàn điện trên địa bàn xã. Tất cả các đơn vị viễn thông, ví dụ như Viettel, ví dụ như Vina hoặc là FPT, là tự động kéo điện lên hệ thống đường dây cột điện hạ thế của hợp tác xã, và nhiều cái vụ như là chập cháy do cái viễn thông gây lên là rất nguy hiểm đối với cái lĩnh vực là an toàn về điện. Chúng tôi cũng kiến nghị với các ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng làm thế nào để đảm bảo được theo quy định pháp luật về vấn đề viễn thông. Trong thời gian qua, doanh nghiệp tư nhân của ông Lưu Đình Hảo, trú ở thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, mua đất nông nghiệp của bà con nông dân, tự ý san gạt và sử dụng đất sai mục đích. Được biết, vào tháng 8 năm 2018, gia đình ông Lưu Ngọc Hảo mua trên 2 mẫu ruộng của các hộ liền kề với mảnh đất đang sử dụng của gia đình. Ông đã tự thuê người san gạt vượt lấp trái phép trên đất đồng lúa ở xứ Đồng, đường Mã, thôn Cốc Ngang để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu gia đình ông Hảo san lấp để trả lại nguyên trạng ban đầu. Qua 3 lần thông báo, gia đình ông Hảo chưa thực hiện dứt điểm việc trả lại hiện trạng đất. Vi phạm này đã gây bức xúc cho nhân dân, nhất là trong thời điểm nhiều hộ dân đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, xã Phạm Ngũ Lão cần kiên quyết xử lý triệt để vi phạm này. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Qua gần 3 năm triển khai đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 52 chi tổ hội nghề nghiệp với trên 1,5 nghìn thành viên tham gia. Sau khi thành lập, nhiều chi tổ hội đã phát huy tốt hiệu quả trong việc tập hợp thu hút hội viên, hỗ trợ nhau trong sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm. Đây là tiền đề quan trọng để các cấp hội tổ chức tư vấn hướng dẫn thành lập tổ hợp tác xã. Điển hình như chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động đã phát triển thành hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Tổ hội đồ gỗ mỹ nghệ xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào phát triển thành hợp tác xã mỹ nghệ Hòa Thuận và hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tùng Lâm. Cùng với đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tư vấn hỗ trợ thành lập 38 hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012 và 19 tổ hợp tác nhằm tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất. Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Minh Tiến, huyện Phù Cử luôn chú trọng hoạt động truyền thông giáo dục, vận động thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, thực hiện tốt pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trong năm 2018, đã có trên 2.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ các khu dân cư ở xã Minh Tiến được tuyên truyền luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Hiện nay, hội đang duy trì hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại thôn Phạm Xá và câu lạc bộ bình đẳng giới tại thôn Phù Oanh. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, các hội viên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, kỹ năng bảo vệ bản thân và thẳng thắn đưa những vụ bất hòa, xích mích trong gia đình ra trao đổi, qua đó tìm hướng giải quyết dứt điểm. Năm 2018, có trên 90% gia đình hội viên được bình xét đạt gia đình văn hóa. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hội còn quan tâm đến phát triển kinh tế hộ gia đình, đứng ra tiến chấp cho các hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của hội viên, phụ nữ và trẻ em được đảm bảo. Những năm gần đây, Minh Tiến là điểm sáng về làm tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình ở huyện Phù Cử. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu có việc làm thiết thực xây dựng quê hương. Bà Lê Thị Thúy Hường ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu là một trong những người như thế. Bà luôn tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, có nhiều đóng góp trong xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương. Bà Lê Thị Thúy Hường năm nay hơn 60 tuổi, bà đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau như chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống huyện Khoái Châu, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca, phó chủ tịch hội người cao tuổi của thị trấn Khoái Châu. Ở vị trí nào, bà Hường cũng luôn tích cực tham gia và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2018, bà Hường ủng hộ trên 1 tỷ đồng để xây dựng khuôn viên đình chùa Kim Quang, khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, gồm các hạng mục như sân đình chùa và lăng thờ vua Triệu Việt Vương. Những tấm gương như bà Lê Thị Thúy Hường thật đáng trân trọng bởi những đóng góp của bà có ý nghĩa lớn đối với địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Mặc dù luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, trong đó quy định cấm hút thuốc hoàn toàn ở các cơ sở y tế và nơi công cộng, khu vực đông người. Tuy vậy, tại các khu vực cấm hút thuốc, tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tại các bệnh viện như Đa khoa tỉnh, Đa khoa Phú Nối, Đa khoa Hưng Hà, v.v., dễ dàng bắt gặp những người hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, bất chấp các biển quy định cấm hút thuốc lá treo ở khắp nơi trong bệnh viện. Ngoài người nhà và khách đến thăm bệnh nhân hút thuốc, thì có không ít bệnh nhân đang điều trị bệnh vẫn thản nhiên hút thuốc. Thì mình có biết được quy định mà không hút thuốc bệnh viện không ạ? Biết rồi, nhưng mà nghiện. Thèm quá. Thèm quá, hút điếu thôi. Điều 23 của Nghị định 176/2013 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã nêu rõ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các bệnh viện trong tỉnh đều chưa xử phạt được trường hợp người hút thuốc nào. Thật ra thì rất là khó khăn trong vấn đề xử phạt hành chính, bởi vì bản thân bệnh viện thì không có thẩm quyền xử phạt, mà chúng tôi chỉ có thể là nhắc nhở rồi khuyến cáo những cái tác hại để cho người bản thân bệnh nhân cũng như là người nhà bệnh nhân biết rồi để phòng tránh. Hiện nay chúng tôi cũng chưa có một cái biện pháp xử phạt được cụ thể nào đối với những người hút thuốc lá. Tại các bến xe, sự kiện, hội nghị, giải thể thao có đông người tham dự thì tình trạng người hút thuốc cũng rất phổ biến. Tại giải bơi học sinh tiểu học tỉnh Hưng Yên năm 2019 diễn ra vừa qua, bên cạnh các lượt bơi sôi nổi, hấp dẫn của các em học sinh, thì nhiều người, trong đó có cả trọng tài, ban tổ chức giải, vô tư nhà khói thuốc ra đám đông, đang cổ vũ cho vận động viên, để lại hình ảnh phản cảm tại giải đấu. Khói thuốc lá có nhiều tác hại, người hút thuốc có thể mắc một số bệnh như ung thư phổi, ung thư thanh quản, viêm nhiễm đường hô hấp, rụng tóc, sâu răng, v.v. Mặt khác, còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người xung quanh. Từng có hơn 10 năm hút thuốc lá, ông Vũ Duy Nụ ở xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào là một trong số rất nhiều người đã phải nhập viện vì khói thuốc. Đã hút thuốc vào, đúng thật, nói là nó tác hại sức khỏe rất nhiều. Đến bây giờ là đang điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch phổi. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Vì thế, hãy nói không với khói thuốc khi chưa quá muộn để bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Tính từ ngày 15 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, trong đó tội phạm về tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao có chiều hướng gia tăng. Các cơ quan chức năng đã thụ lý 380 vụ án với 794 bị can, kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát truy tố 204 vụ với 503 bị can, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng 6 vụ với 8 bị can. Tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã điều tra làm rõ và khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng, xử phạt 18 triệu đồng. Tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã xác lập và triệt phá 2 chuyên án với 4 vụ, 26 bị can với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhằm hạn chế tình hình tội phạm trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo hình thức bảo kê và các băng ổ nhóm hình sự. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.